Xin chào, hôm nay muốn thống nhất với các bạn về nội dung sinh hoạt tại câu lạc bộ người cá Tiun ở một địa điểm để hợp mặt với các bạn người cá, có thể là bất kỳ nơi nào đó hay địa điểm du lịch nào đó. Còn hiện tại là đang tổ chức tại nhà nha các bạn. Đến đây sẽ được hướng dẫn bơi lội miễn phí.